đại diện cho ngũ hành đó. Mở bằng vàng á thì của bên nam, mở bằng đá là ngọc, mà của bên nữ. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn nhân trong vụ tai nạn. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn nhân. Tại con cũng mới nghe anh Minh nói, con chạy lên liền luôn á. Chạy lên tao để đẹp con nhất gặp. Đó. Dạ, nhưng mà tại con như là con có duyên với cô á, chứ nếu gặp người khác á, mấy anh trai khác chắc là không có điện con lên đâu, tại vì đâu phải muốn gặp cô là gặp đâu. Tao đẹp dữ lắm đó. Dạ. Ở đây là này của má tao cho cô tao. Cô đeo vòng quá nhiều luôn, cô có thể cho hay thấy không? Đó. Quá trời luôn. Má tao cho tao mà tao giận bể mấy chiếc rồi. Má cái này của má tao cho tao. Hay là không, cái bà kia. Bà cái hồn của bà Duy Trì Kim Mẫu, bà để cục đá vô cái ca đó ra hộp này nè. Rồi lộ nha, nghe rồi nha, mẹ là Duy Trì hả? Vâng, Duy Minh xin chào quý vị khán giả đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ quý vị, Duy Minh đang đi trên đường lên điện Bạch Ngọc Lưu Ly. Quý vị thì nghe nói sáng có một cái nhân tướng lạ đi lên trên đây nè quý vị. Thì nghe nói một cái nhân tướng này rất là kỳ quái và có những lời nói về là tâm linh và biết nhất hết những cái quyền cơ đó quý vị. Thì hôm nay Duy Minh muốn lên đây và dắt quý vị theo chân Duy Minh để tìm hiểu về một cái nhân vật này quý vị. Thì trên đường đi mình sẽ quay những cảnh cho quý vị xem nè. Thì đây nè quý vị, đây có cái mã qua trên đây nè. Đây là đường đi. Nó là cái mã chắc cũng lâu rồi. Mình không dám quay cơ. Cái đường đi rất là khó khăn. Đó. Đó, mình nghe tiếng ai trên đó đó. Chắc là nhân tướng đó quý vị ạ. Thì trong thời gian mình chờ đợi cánh tơi lên đây để khám phá thì mình sẽ đi ra đây trước quý vị. Hôm trước có một cái đường đây, đi qua đây là có cái chỗ đây là bọng. Đây là có cái viên đá bổng này nè quý vị. Đó. Chỗ bổng đây nè quý vị. Nè. Đây là bổng này quý vị. Đây là cái mão vua. Bữa nhân tướng là có chỉ bên đây là mão vua nè quý vị. Đây là một cái thanh kiếm. Quý vị, đây là thiết một cái thanh kiếm nè quý vị. Hả? Đây, có thể thấy là đá lưu ly rất là đẹp luôn. Thôi gì. Đây. Tao quýnh mấy cái máy rồi đó, không à. Tao vào rồi đó. Không, giờ con quay cái đá không à. Thôi mày làm đi, mày làm sao con được. Cái đá lù lì rất là hiền. Chung Dung Diệm đó, bà trấn giữ nhà bà đây nè, mão ngọc đó,
đại diện cho ngũ hành đó. Mở bằng vàng á thì của bên nam, mở bằng đá là ngọc, của bên nữ. Đừng có chọc, đừng có quay chị nghe, bỏ ra nhà tao xấu quắc nha. Dạ con quay cái đá điện, cái đá rất là đẹp luôn quý vị, quay cho lên tao là gì, tao bị cạo cái đầu. Cái gì này cũng ở đâu của quyền không có cho. Nhân tướng lạ nè quý vị, mấy ông thần biết được rồi. Chị thấy đẹp không gì? Đẹp. Đá luôn đi, thấy đẹp, đẹp không? Đẹp lắm đó. Dạ. Yeah. Rất là huyền bí ha. Dạ. Yeah. Nó cục đá có thể thấy là dính có chút xíu ở dính, dưới này. Dính có chút xíu ha gì? Dạ. Yeah. Đạp ngang là lăn đó. A di đà Phật. Gì đạp ngang là lăn luôn hả? A di đà Phật. A di đà Phật. Thôi đừng có lấy nhau. Phải gì đạp ngang là lăn cái này luôn hả? Chí nguyện thôi. Nguyện hả? Hẹn. Tự nhiên lăn là nó lăn liền được mày. Gì hả? Đây đây đây, đút đút nhăn đi, đút nhăn. Tưởng đâu mà lăn được gì, đạp thử con coi nó lăn rồi sao? Ta chí nguyện thôi. Gì hả? Tự nhiên ông lăn chứ tao đạp làm gì? Tưởng đâu gì đạp mà. Trời ổng đó. Lăn được. Di sơn. Dạ. Di sơn, sơn là đá, di là trời. Chiều đi về á mày nhắc mua. Đúng không? Dạ. Mình nói di sơn. Di là dời, sơn là đá, là dời. Yeah. Giờ đá hả? Ừ. Tưởng đâu mày gì đạp được cái lăng thử con coi hay dữ. Dạ. Định giờ ông đi đâu gì? Nếu mà giường lớn hả? Định giờ ông đi đâu? Dời xuống kia. Dời xuống kia chi? Hả? Dời xuống kia chi? Xuống chi hả? Là cho ông xuống núi. Gì hả? Sao ông cho ông ở đây mà cho ông xuống núi? Ở đây mất công hả? Buồn, xuống dưới vui. Xuống dưới vui phải không? Ờ, à, xuống dưới nữa, đây đói nè. Con đi qua đây xem không? Dạ. Đảo Hải nữa biết không? Đảo Hải là dưới biển. Đi ha. Di sơn đảo Hải tưởng người không tin. Đây đó cũng gần, mấy có 300-400 nữa à. Bây giờ mình đây. Ủa, cái kẻ này gì dữ hả? Chú quên. Ngộ xíu này chú. Đá hồi đó nó chú này nói liền. Chú Tùng nói liền mà giờ văng ra. Dạ. Cái này thì nó nói giờ có bản đồ vậy, sơ đồ vậy đó mà mình thịt người phàm dạ. Mình không thấy. Phàm mình không thấy cô. Dạ. Rồi cô đứng đây nè. Dạ, vậy đây đá này không? Nứt ra luôn quý vị. Đó. Đẹp chứ. Rồi cô dòm xuống dưới đó là coi thấy cái chuyện của mấy cô thấy sao tôi thấy. Cái này là tôi cũng chủ yếu là tôi lấy thôi. Đây, cái tầm mắt đây. Cảnh tay ơi. Chuyện đây rồi. Đi lạc đường nó gì rồi ta. Cô đưa cô đây, cô đưa nó lên đây. Chúng nó cô qua đây á. Trong đây có cái hang gì á sư huynh? Này trong đây có hang gì nè. Cũng là nhà trong đây. Nào ông đứng này nằm quay xuống dưới đó đó. Cái mão. Mão. Là đâu đó, đứng lên luôn. Mô gì hoặc cho xin theo đây nha. Đây là cái mão bên đó là cái gì? Mẫu gì cái mẫu này nè, mẫu này mẫu vô hả sư huynh? Mẫu vô hả? Người tướng hả? À tướng nữ phải không? Và người tướng cái gì? Biết đường lên chưa? Dù gì đang đợi cảnh tây đi lên mà cảnh tây lên sau nên là không biết đường đi, đi lạc luôn rồi. À, đi cho rồi chút nữa quay quay cái con rắn có mồng nè. Con rắn có mồng luôn hả? Cục đá cũng có mồng lên luôn. Ờ à, giống cái qua hình của con rắn phải không? Qua đi rồi, qua đó đi cho cô. Đứng lên đứng. Sao hai lấy đá để sắp đây vậy? Không biết nữa của ta. Không có ai sắp không? Cô tự lên tự sắp. Cô qua được không? Được. Leo lên đứng thẳng lên đó. Để cho cô quay qua đây. Rồi cô nhắm mắt một cái qua ngang cô dòm cái chỗ nãy chỗ đi ra đó. Ờ. Cái gì cô đứng đây hả? À, đứng lên đó đó. Không, cô đi cô định tâm cái rồi qua ngang là cô nhắm mắt ra. Đó. Nè. Bên kia mới đi chút nữa về nuốt cát cho ông mua đợi đừng nuốt cát chút nữa quay cho ông một cái clip á. Thì cho Huynh ra đón cảnh tơi ở đây giùm cái được không Huynh? Ở đâu? Bên đây nè. Ông biết đi lạc luôn á. Đó con rắn có mồng đó. Thấy không? Rắn có mồng đó. Đây nè. Có mồng ở trên đó. Nè. Ồ đây. Có mồng đó. Đây là ông rắn hả Quỳnh? Đầu rắn nè. Nè thấy không? Có mang nè. Nè cái đầu mồng nè.
Ồ. Cái đó. Mỏng. Nè em gắn. Gắn này gắn gì vô anh? Không đâu, không dám đâu nói. Không. Nói gì quên, nói cho giả biết chứ. Giờ đứng lên trước đó xây mới tới. Đây là gắn gì? Mình biết nói thiệt mà không dám nói. Nói có sao đâu, mình nói cho giả biết chứ. Gắn gì mà có cái hốc này tật. Chắc mày. Là ông chúa đó. Mày là ông chúa luôn không? Giờ chỉ có gắn mang xà thôi. Cái không ăn thôi chứ cái gì giờ. Ông kia mới giữ hả? Ông kia mới giữ hả? Kìa. Ồ cảnh tơi lớn. Mới tới hả? Đi nào mà lạc luôn hả? Nhưng tướng lạ. Cái cục đá này thấy sao? Rất là đẹp ha. Đây là cái viên ngọc hay gì à? Bạch ngọc lưu ly. Cô này là mới xuất hiện rồi. Ừ. Nãy giờ bà đang thấy trên đây nãy giờ. Múa. Thấy ngoài bên đây có cái đôi dài nè. Cái đá này đẹp ghê luôn nè anh Tây, rất là đẹp luôn quý vị. Đá rất đẹp. Nè chú quay đây nè, giống cái chiếc hài nè. Dạ đúng rồi. À. Chiếc hài đây, chiếc hài luôn, giống như gan lưỡi hài luôn quý vị. Đây nè, mới nhìn thấy rõ hơn. Hả? Cái đó làm cái bà dưới chiếc đấy, cái đấy. Đây nè. Dạ. Qua đây nè, cô cũng thấy, cũng hay ha. Đó. Thấy chưa? Chú này chữ không? Đây nè. Đấy hài. Đó, như chiếc hài vậy ha. Dạ. Nó có cái gót cái đế đàng hoàng. Thì ông muốn quay á cho mấy người tâm linh á, là ông quay vào cái chỗ cái ngón đó đó. Ở trong đó có chữ đó, giờ quay ông già hình vô cho ta thấy. Đâu, cái chơi chữ nào đâu, quên. Đó, đúng rồi, có cái dưới cái bò bàn tay đó. Đây hả, đây là ở cái bàn tay hả? Cái đó là biết là đâu, ai nhận gì nhận. Cái này mình thấy đâu đó. Không phải bàn tay quá. Không phải rồi. Ở đây là có mấy cái móng á. Nè. Đây này chia ra từ móng luôn quý vị, đúng rồi. Cái này là cái bàn tay. Đó. Cái đó là cái này là cái ngón tay trỏ nè, đây cái ngón này nè. Ờ đúng rồi, ngón tay trỏ nè. Nè, còn bốn ngón tay nè. Một cái cục đá nè. Đây nè, đó, ha. Đâu tôi. Ví dụ như cái kia là cái ngón. Một ngón nè, hai ngón nè, ba ngón nè, bốn ngón nè đó. Thấy không? Đó là ngón tay trỏ để lên gì nè. Nè, để lên gì nè. Ờ. À, cái này ngón này là để lên gì. Đúng rồi. Cái này là như cái bàn tay phải hả? Hả? Ừ, tay phải. Đó, đưa cho đứng đó. Đưa vào bàn tay đó. Rồi chú mở cho con cái con giống như cái con mắt đó, bằng đá. Thôi đi vô bên cái ảnh bên đó. Dạ. Nó còn nhiều lắm, nhiều quá đó. Chỗ này là không bao giờ cây cối mọc lên. Này là không bao giờ cây cối mọc lên. Đá công ty rất là đẹp con. Từ ở dưới chừng này đi lên đó. Lên màn hình xấu lắm con ơi. Cho hỏi quý danh của cô được không con? Hả? Cho hỏi quý danh của cô được không? Trời ơi, cái tên cha mẹ đặt là Võ Thị Ngọc Hiền. Dạ. Mà giấy chứng minh là Võ Thị Hiền. Còn cái linh hồn của tao là Thiên Thị Ngọc Hiền. Thiên Họ Thiên. Thiên Họ Thiên luôn. Ở trên. Dạ. Chứ không phải là dưới đây đâu. Mang thân là mượn bụng mẹ. Dạ.
họ võ. Dạ. Mà tao hiền lắm, tao đâu có giết ai đâu. Để cho tao lại bé ơi. Dạ. Mấy chục năm tao mới trở về lên đây nè. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Biển Công Cao Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Di Lặc Đại Từ Tôn Tây Thiên Ba Chỉ Giáng Kiếp Thiên Cực. Nam mô Ngọc Hoàng Biển Công Cao Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Di Lặc Đại Từ Tôn Tây Thiên Ba Chỉ Giáng Kiếp Thiên Cực. Nam mô Ngọc Hoàng Biển Công Cao Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Di Lặc Đại Từ Tôn Tây Thiên Ba Chỉ Giáng Kiếp Thiên Cực. Nam mô Ngọc Hoàng Biển Công Cao Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Di Lặc Đại Từ Tôn Tây Thiên Ba Chỉ. Nam mô Ngọc Hoàng Biển Công Cao Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn Di Lặc Đại Từ Tôn Tây Thiên Ba Chỉ Giáng Kiếp Tường Cấp Cấp. Ở trên đầu có rất là nhiều Phật. Lại nhiều chỗ vậy ta? À, gì tứ phương tám hướng á. Tứ phương tám hướng. Như cô nãy có nói là thân xác của cô là họ võ, nhưng mà cô là linh hồn của cô là thiên. Thiên. Thiên là tiên đó. Thiên. Thiên ở trên. Thấy cô đồ đẹp ha, giống trắng mà rất là lạ luôn, có nhiều cái dòng, có thể thấy trong cái tay của cô nó phát ra những cái âm thanh là những cái bộ dòng rất là nhiều ha. Chứng tỏ trong người của cô rất là nhiều dòng những cái bảo bối. Cô lại ngộ ha, cô phải dập đầu xuống. Không biết là quý cô chú anh chị có thể nghe được không, nhưng mà ở đây mình nghe rất là rõ. Là khi mà cô cấu đầu thì cô đập xuống dưới đất nghe bột bột luôn á, rất là rất là to. Do là cái âm thanh của cái dòng á. Giờ cũng không có tiện để làm phiền, tại cô đang thắng giá và cô đang cúng. Mình sẽ trò chuyện với cô sau khi mà cúng xong nha quý cô chú anh chị. Thì đợi cô cúng xong rồi mình mới hỏi được, chứ đang cúng gì mà hỏi nó không có được lịch sự mấy.
cô đeo rất là nhiều những cái Phật, vị Phật ở trên đầu, hình như là tới 9 vị Phật. Mình đếm mù lầm là có 9 vị Phật ở trên đầu cô. Đây. Dạ, nó mới Phật. Tại vì con chị đi ra ngoài là con cũ quán không vui. Xe bị mất mất hư máy rồi à. Dạ. Dạ. Nam mô Phụ Nữ Không Di Chuyển Thiên Mẫu Vô Lượng Từ Tôn Đại Từ Tôn Thầy Thiên Bồ. Nam mô Vô Phụ Nữ Không Di Chuyển Thiên Mẫu Vô Lượng Thầy Từ Tôn Thầy Thiên Bồ. Nam mô Vô Phụ Nữ Không Di Chuyển Thiên Mẫu Vô Lượng Từ Tôn Đại Từ Tôn. Nam mô Vô Phụ Nữ Không Di Chuyển Thiên Mẫu Vô Lượng Từ Tôn Đại Từ Tôn Không Chính Mẫu Mãn Cung. Nam mô Vô Phụ Nữ Không Di Chuyển Thiên Mẫu Vô Lượng Từ Tôn Đại Từ Tôn Không Chính Mẫu Mãn Cung. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Của Đạo Văn Thêm Bồ Tát Ma Thật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Của Đạo Văn Thêm Bồ Tát. Nam mô Hải Hội Phật Chứng Minh Hồng Kỳ. Hải Hội Phật Chứng Minh Hồng Kỳ. Nam mô Hải Hội Tiên Giới Chứng Minh Hồng Kỳ. Nam mô Tiên Linh Linh Địa Linh Linh Chứng Minh Hồng Kỳ. Nam mô Hồi Sĩ Dạ, trời ơi, chán cô đỏ hết luôn rồi. Ở đập đầu cầu Phật Thánh Tiên. Dạ. Ủa mà cô là nếu mà hồn của cô là hồn thiên vậy là bao nhiêu năm rồi cô? Là đã trời ơi, mấy chục năm rồi con ơi. Dạ. Là đi mình mượn xác là cô hầu võ ha. Dạ. Tao điên á. Dạ hả? Điên mấy chục năm rồi. Dạ. Tao gọi bà điên. Người ta gọi cô là cho mình là bà điên. Dạ, bà khùng nhưng cho mà ta không có biết được cái phần trong của mình ha. Mình không biết mình nữa mà. Sao là không biết? Cô nói chuyện con hiểu mà. Mình không biết mình là ai. Không biết mình chỉ là biết ai. Mình thấy sao thấy chuyện gì mình giúp được mình giúp. Dạ. Vậy đi đến đâu cầu khẩn thế đó. Dạ. Mà cầu xin gì được đấy. Con thấy không có ai mà điên mà lại thờ Phật rồi kêu bái lại mà biết mình là cái họ trong cái hồn của mình là họ Thiên nữa. Thì theo con nghĩ là chắc là họ chưa nhìn ra được. Dạ. Tại mình không biết mình. Mình không biết mình. Chỉ biết làm nhiệm vụ thôi. Yeah. Gặp ai khổ mình cứu. Yeah. Gặp quỷ ma đàn áp người hiền mình lợi mình cứu. Cứu là cứu sao cô? Mình can ra gì đó. Mình thấy được, mình giúp được, mình can ra. Can ra. Dạ. Thấy cái vui gì hay là mình hiện thấy hữu cái luôn. Hiện hữu. Can ra. Dạ. Vậy là mình khi mà có ai đó đến mình mà họ có vẻ khác thường là cô đây có thể thấy luôn là có người âm hay là những quỷ ma quấy phá đi theo họ. Có. Cô thấy không? Được cô can. Can à? Như con đây thì cô thấy có ai mà đang theo con quấy phá không? Biết đâu. Không, con hỏi thiệt thôi chứ con không phải là thử cô. Tại vì con cũng đi nhiều nơi lắm cho nên là con không biết là con có bị họ theo quấy phá hay gì không cô, cho nên con muốn hỏi cô á.
họ theo quấy phá. Dạ. Thì đương nhiên rồi phải có người ngũ ma nó theo nó quậy. Dạ. Nếu mà có thì cô có thể giúp mà cản giúp con không? Thì con cảm giác con cũng bị gặp xui á. Thì đó là ngũ ma đó. Ngũ ma ha. Ngũ hổ quỷ chặn đường là ngũ ma đó. Dạ. Thì con chỉ niệm là Quan Bồ Tát, rồi lại ngũ ma nó dẹp đường. Dạ. Họ thiên là biết con biết ở trên, nhưng mà mình có thể biết là ở ngay cung nào hay là có một cái chức vụ gì ở trên không cô? Con có thể, cô có thể cho con biết bật mí một tí không? Tại con nghe họ thiên là con biết ở trên rồi. Dạ. Chứ ở thiên đình xuống. Thiên đình xuống. Ừ. Dạ. À. Xuống là đi từng giảng gì đó mà. Dạ. Tại con cũng nghe là thiên đình thì cũng có chức vụ như Hằng Nga, Thiên Bồng, Thiên Sói, hay là cái những gì con hiện con chỉ xem qua phim thôi chứ con cũng chưa gặp thực tế. Cho nên là hôm nay là hữu duyên gặp cô ấy, cô có thể bật mí cho con biết là cô họ thiên thì ở trên xuống thì cô là chức vụ gì ở trên đó được không cô? Ngu gì khai ra? Không được hả cô? Không. Dạ. Đó thiên cơ hay sao cô? Đó là cái chức vụ đó là mình để đó. Dạ. Đó là bí mật. Dạ. Bí mật của quyền linh. Dạ. Là của thần quyền, gọi là thần bí đó. Thần bí. Mình chỉ biết lo nhiệm vụ bổn phận mình phải làm gì. Dạ. Đó. Thì cô xuống đây lâu chưa mình? Cô xuống đây nãy giờ cũng nổi tiếng. Nổi tiếng rồi, có hơn rồi đó. Dạ. Tại con cũng mới nghe anh Minh nói con chạy lên liền luôn á. Chạy lên tao để đẹp con nhất gặp. Đó. Dạ, như tại con cũng như là con có duyên với cô á, chứ nếu gặp người khác á, mấy anh trai khác chắc là không có điện con lên đâu, tại vì đâu phải muốn gặp cô là gặp đâu. Tao đẹp dữ lắm đó. Dạ. Ở đây là này của má tao cho cô tao. Cô đeo vòng quá nhiều luôn, cô có thể cho hay thấy không? Đó. Đó, quá trời luôn. Má tao cho tao mà tao giận bể mấy chiếc rồi. Má cái này của má tao cho tao. Hay là không, cái bà kia. Bà cái hồn của bà Duy Trì Kim Mẫu, bà để cục đá vô cái ca đó ra hộp này nè. Rồi lộ nha, nghe rồi nha, mẹ là Duy Trì á. Bà cho tao, bà biểu tao là bà còng tao đó. Ơi, con biết cô rồi. Cô cho con hỏi sao cô đeo nhiều mẹ cái vị Phật ở trên đầu mình dữ cô? Có nghĩa là mình trọng Phật, mình đội tổ trên đầu. Dạ. Dạ. Vậy là cô không phải là chức vụ gì mà cô là con của Duy Trì luôn. Không mẹ phải. Cô nghiện ngay rồi. Bà xiền tao chứ tao con Ngọc Hoàng. Con Ngọc Hoàng hả? Dạ. Nghĩa là Kim Chi Ngọc Diệp đó phải không? Dạ. Năm bà thượng cung con của Ngọc Hoàng. Kim Chi là sáu vị thiên đế con mẫu Duy Trì. Dạ. Là Kim Chi Ngọc Diệp đó. Ui, cô là cái thằng phần hồn của cô là con của Ngọc Hoàng. Ta đâu có tu đâu. Con thấy ở ngoài Hà Nội có một người xưng là Ngọc Hoàng đệ đế xuống trần, theo cô đó là có phải là hạt không hay là họ? Đây nè, nếu con danh Ngọc Hoàng thì có ký hiệu. Ký hiệu hả? Có Ngọc Linh Kim Bài. Dạ đâu cô. Ngọc Linh Kim Bài là trong bàn tay đều có chữ hết. Dạ. Hai nữa phải cầm Ngọc Ngọc Ấn. Dạ. Giờ mình cô có không cho con xem được không cô? Ở đây không có, tao cất rồi. Ủa gì hả? Mình không có, không có. Đó gọi là thiên tiên ấn. Thiên tiên ấn. À. Có thật luôn hả cô, hay là sao chỉ không? Là vô hình thôi? Hữu hình luôn hả? Dạ. Thì con thấy sao mà cô ơi, con mượn. Tại sao cái này giống cái thánh giá của bên đạo chúa vậy con? Thì cái này là thập thiện. Thập thiện. Trái tim. Dạ. Trái tim thiện lương á. Dạ. Nhưng mà hình cái thánh giá là bên của bên đức chúa, bên đạo chúa mà. Đây là thập thiện. Chữ thập là thập thiện đấy phải không? À, thập thiện chứ không phải thập ác. Không, kể tại cái thánh giá là thập thiện á. Với tim giống cái tim thập thiện đó. Dạ dạ. Là trái tim thánh thiện đấy phải không? Dạ mô Phật, con lỗi, con nhìn nhầm. Tại con tưởng cái thánh giá của mình là trái tim. Dạ. Tim với chữ thập. Chữ thập là thập thiện. Dạ. Đây mẹ cho cô nhiều quá ha. Trời ơi, cất bớt rồi. Dạ. Giấu rồi. Nhẫn nữa kìa. Thì đi đây ăn cướp nó chặn đường. Dạ. Ôi. Nó lấy mà nó cũng xài được gì. Nó lấy gửi ra gốc cây ở như tao. Dạ. Rồi đi lại cầu an cho thiên hạ tối ngày vậy. Cùng mình khổ chích mụn nổ thôi. Đừng nói nữa con ơi, mệt lắm rồi. Mệt đi đừng nhắc nữa. Dạ. Giờ cô là con của mà Ngọc Hoàng, cô tính tuổi tiên là bao nhiêu tuổi rồi cô? Con có ai biết được bao, chắc là cũng mang cả ngàn năm quá. Ê mày biết rồi, tao quá thiên tới giận nhiêu không? Dạ đó thì con, bây giờ con mới nói là chắc là tao nhìn như là đủ dội lắm á. Làm sao con biết con được biết, con mới muốn hỏi đi con biết mấy bài biết bộ máy càng khôn.
chưa có nghe tới, nhưng mà chưa nghe. Là mình không có biết cái nghĩa của nó là như thế nào. Cô bộ máy chẳng không có vũ trụ. Có nghe. Nhưng mà cái ý nghĩa, ý là cái ý nghĩa sâu xa của nó là mình không có nghĩa hồi tới. xưa không có gì hết. Dạ. Gọi là hư vô. Hư vô là không. Gọi là vô cực. Vô cực là chữ không. Là cực là không, không thể lớn cùng cực. Dạ. Rồi mới quá sanh cái thái cực. Thái cực là địa hình. Dạ. Cung trời hư vô là cung trời của Ngọc Hư. Rồi của cha. Rồi thái cực là của mẹ, là có địa. Dạ. Rồi đời tạo quá thiên á, của tam thiên đại thiên thế giới á. Cô là hồi đời chưa có gì hết. Cô đang khấn để giúp người dân cũng như là gặp tà ma, thì cô có lời nào để cho người dân, người ta tu tập, người ta bớt đi những cái việc làm xấu ác không cô? Có cái lời nào muốn gửi đến có người chứ. Dân? Nhưng mà họ không có nghe, cô bó tay. Dạ thì cô cứ chia sẻ lại, tại vì con bên tụi con cũng làm YouTube á, cho nên hy vọng là những cái lời nói của cô sẽ động lòng chúng sanh, người ta tu tập đồ. Có nghĩa là cô khuyên ai nấy phải quay đầu. Dạ. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Là bỏ tánh phàm phu. Phải làm điều thiện. Là không tham sân si nữa phải không cô? Sao cô nghe cô có lời mà gửi đến Phật tử chúng sanh mà con nghe giống bình phía bình đạo hảo nha con. Đúng không cô? Đúng rồi. Thì cô nói con nghe, kinh Phật thì đương nhiên phải có. Dạ. Nhưng mà mình gạn lọc, kinh nào mình cũng học. Dạ. Đó là kinh luật của Phật, mình phải học để mình sáng thêm lên. Chứ không theo đời ma quỷ. Dạ. Là đi vào bóng tối, là tự mình hủy diệt mình. Hủy diệt xác thân, rồi của quyền buồn phiền. Là có lỗi của quyền, rồi hủy diệt cả linh hồn mình. Sẽ bị đánh đọa thành tro bụi, không chuyển hóa đầu thai được. Đó là cái ngu muội của mình. Dạ. Tìm đường sáng mà đi đó. Dạ. Cho con hỏi cô cái này, nó như là cô mượn xác của người phàm là họ Võ, thì cái phần hồn của cô tới năm bao nhiêu tuổi của cái phần xác là cô mới được về? Hồi năm Mậu Thìn. Mậu Thìn là ba mấy năm rồi. Ba mấy năm à? Lúc đó là về xác đây luôn hả cô? Mà cô không biết cô là ai, cứ đi lại tối ngày vậy đó, từ Nam ra Bắc, từ Việt Nam Campuchia tinh cầu sinh, không chỗ nào có đánh giặc cô tới. Lại chỉ thần người tan giặc. Thường là cô lại như vậy, cô cầu xin cái gì cô? Mình khấn cái gì? Tại cô nãy cô có nghe cô là mở kho vàng kho bạc giúp dân này kia rồi. Mà cô nghe nhỏ thôi, cô không có nghe kỹ. Mở kho ngọc. Kho ngọc. Mở kho vàng, kho lương thực. Mà kho ngọc đó từ đâu có cô? Hả? Từ đâu có, là mình xin mẹ ở trên hay sao? Hả? Xin mẹ với mà Địa cha Mộc, Ngọc Hoàng ở với trên. Ngọc Hoàng Thượng Đế. À. Để ban cho những người trung nghĩa. Dạ. Vậy là cô về là về cái xác của cô Võ thì là không có, mình như là mình cũng không có còn nhiều thần thông, mà nhưng mà mình vẫn thấy mà ngăn chặn được cái những cái tà ma ngoại đạo, mình ngăn được những điều đó, nhưng mà kiểu như là mình đang ở xác phàm, cho nên là những cái nhiều kiểu như trong phim ảnh là bay lượn này kia, biến quá này kia, chắc là mình bị không có hả cô? Cô không có thấy cái vấn đề bay biến. Dạ. Nhưng mà hiện tại âm ma đang nhập vào người. Ma đang nhập vào người. Dạ. Nó đeo sau lưng á, rồi cô lại cô can cô xin năn nỉ. Dạ. Sao mình mắc nó năn nỉ nữa cô? Thì năn nỉ nó ngọt nó, đừng tha cho người ta. Rồi là mình nói kiểu như là cứng rắn quá không chịu hay sao? Dụ nó nói ngọt nó. À, thiên ma là chịu ngọt ha. À. Nhưng có... cho nó nghe nó tha cho người ta. Được cái gì thì để cái người đó người ta làm công việc ha. Làm công việc hồi hướng cho nó đừng quậy nữa. Cô có thể cho tụi con biết một cái nào mà dữ nhất trong cuộc đời của cô từ xưa giờ giúp người, có thiên ma hay là quỷ ma gì nó mạnh nhất mà khiến cho cô phải đau đầu nhức óc để mà giúp cho người đó không cô? Hầu như là có. Có cô có thể kể cho anh em nghe được với bà con cô bác nha. Có. Cộng có rất nhiều. Gọi là chết đi sống lại đó.